bí ẩn thánh nữ Bernadette, vị thánh được Chúa ban cho ơn xác thân bất hoại, ngay cả sau khi đã qua đời. Đây là ảnh chụp sơ Mary, Bernard đã qua đời cách đây 140 năm tại Lộ Đức, nước Pháp, và được chôn cất. Thi hài của chị vẫn còn hồng hào, tươi tắn tới tận nay và nếu có dịp tới thăm Lộ Đức, nước Pháp bạn có thể thấy thi hài của chị trong nhà thờ tại Lộ Đức. Hồi 15 giờ 15 phút ngày 16 tháng 4 năm 1879, sau những cơn ho dữ dội, Sơ Mary Bernard đã chút hơi thở sau cùng. Thi hài chị được an táng ngày 30 tháng 4 năm 1879 trong ngôi nhà nguyện dân kính thánh. Ngày 22 tháng 9 năm 1909, khi xúc tiến thủ tục nâng Sơ Mary Bernard lên hàng tôi tớ chúa, các vị hữu trách đã cho mở mộ phần của chị. Sau 30 năm nằm trong lòng đất ẩm ướt, thân thể chị vẫn còn nguyên vẹn. Các vị hữu trách đạo đời đã lập hồ sơ với những bản tường trình của các luật sư và các bác sĩ hiện diện từ đầu tới cuối theo đúng giáo luật xác trị được tắm rửa, đặt vào quan tài mới và lại được chôn cất vào chỗ cũ. Các vị hữu trách cho biết xác sơ Mary Bernard còn nguyên vẹn, ngược lại với quá trình phân hủy thông thường, nhưng không khẳng định đó là một phép lạ. Ngày 3 tháng 4 năm 1919, mộ phần của sơ Mary Bernard được mở lần thứ hai để tiến hành thủ tục phong chân phước trước sự chứng kiến của các vị hữu trách đạo đời, các luật sư và ba bác sĩ. Xác trị vẫn còn nguyên vẹn. Người ta lại tắm rửa, thay quan tài và lại chôn cất vào chỗ cũ. Sau cùng, ngày 18 tháng 4 năm 1925, theo thủ tục phong thánh, mộ phần lại được mở lần thứ ba cũng với tất cả sự cẩn trọng như những lần trước. Xác chị vẫn còn nguyên vẹn. Sau những lần tiếp xúc lâu giờ với không khí, sợ không tốt cho thi hài chị. Các vị hữu trách quyết định phủ lên mặt và tay chị một lớp sáp mỏng và đặt thi hài trong nhà nguyện tu viện để tín hữu khắp nơi tới kính viếng. Ngày 8 tháng 12 năm 1933, Đức Pio 11 đã long trọng xác nhận sự thánh thiện của chị Bernadette qua việc sống các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng. Hội thánh tuyên bố Bernadette là một vị thánh, không phải vì chị đã được đức mẹ hiện ra, nhưng vì chị đã kiên trì và can đảm thực hành các nhân đức. Ngày 18 tháng 2 hàng năm được chọn là ngày để toàn thế giới công giáo mừng lễ chị thánh, vì đó là ngày kỷ niệm lần thứ ba đức mẹ hiện ra với chị. Ngày đó năm 1858, lần đầu tiên đức mẹ đã ngỏ lời cùng chị với một thái độ hết sức kính trọng. Ngày đó đã ghi dấu sâu đậm trong cuộc đời chị, vì chị hiểu rằng vượt trên tất cả danh giới sang hay hèn, giàu hay nghèo, rốt nát hay giỏi giang, chị là một con người, một nhân vị được đấng tối cao yêu thương và kính trọng. Không phải mọi Kitô hữu đều có diễm phúc được Đức Trinh Nữ hiện ra, nhưng tất cả mọi người đều cao cả trước mặt Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương vì là hình ảnh của Ngài. Cuộc đời của chị Bernadette minh chứng rằng sự thánh thiện không quá xa vời nhưng ở trong tầm tay của tất cả mọi người khi họ biết đến với thiên chúa ngay cả với hành trang là sự rốt nát, bệnh tật hay tất cả những khiếm khuyết lỗi lầm khác của kiếp người